Xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác một số những cái ổ điện bên em mới về. Ổ này thì hàng nó hàng mới chưa qua sử dụng nhá, hàng lưu kho của Latio Lan nhá. Đấy, của Latio Lan này. Đấy, còn 7 màu bác nhá. Cái này thì bác có thể xỏ được dây 2.5 nhá. Đấy. Và hàng được sản xuất tại Nhật Bản nhá, tại vì Latio Lan thì sản xuất ở Nhật Bản. Đấy. Model của nó là VKL1512. Thì cái này nó đều có chân tiếp mát luôn các bác nhá. Tại vì các bác để ý nhá, nó sẽ có hai loại. Đấy. Một loại không có dây tiếp mát này. Đó, nên các bác chú ý nhá, cái này dây này không nó có mẫu không có tiếp mát này. Đấy, nên cái ổ nó sẽ nhỏ hơn các bác chú ý nhá. Đấy, còn cái mẫu này nó sẽ có tiếp mát, nên các bác nhìn thấy đằng sau nó sẽ bành trướng ra hai bên này. Đấy. Mẫu này nó sẽ đồ sộ hơn và nó sẽ an toàn hơn khi mình sử dụng nếu mà các bác nào cần tiếp mát. Còn không cần tiếp mát thì mình lấy những mẫu kia, những mẫu này em không có hàng nhá. Đó, có cái để mẫu cho các bác thôi. Bác nhìn thấy không? Đó, toàn ổ mới hết, em có khoảng mấy chục cái nhưng mà em bán còn khoảng 20 bộ nữa là hết thôi các bác nhá. Đấy. Nên là lên mặt như thế này nhá. Đấy. Lên mặt màu trắng nhá. Cái này bác có thể để âm hoặc là để dương. Đấy, âm bằng cái ổ điện của mình đấy. Đấy. Ví dụ như là ổ dương thì như cái ổ này nhá. Đây. Đấy. Ổ dương thì bác mua cái đế này. Đó, thì mình không có lấy cái đế mặt này thì mình chỉ mua cái ổ đế riêng thôi, thì mình sẽ gắn cái này vào. Đấy, ok. Còn nếu mà bác để âm tường thì nó cũng như vậy thôi, mình để âm nó tụt bên trong tường. Đấy, mình sử dụng điện 100 hay 220 đều được, nhưng mà nguyên tắc là mình phải cắm tất cả đều là chân dẹp nhá. Đấy, nhìn dùng rất là độc đáo nhá. Bác nào có nhu cầu mua những cái ổ này thì alo cho em nhá. Đấy, cái hàng này hàng mới mua trực tiếp từ Nhật về nên là giá của nó có thể cao hơn hàng bãi, nên các bác lưu ý nhá. Và đặc biệt là nó đều có đầy đủ bộ hết để mình gắn nhá, chứ không phải mua về để độ chế các thứ. Rồi, em xin cảm ơn các bác nhé. Một bộ này bên em đang bán 180k. Bác quan tâm thì alo cho em.